dầm cây bô là biết xe gì vậy em ha. Đây, lên cái quay 110 Thái mới về luôn nhìn em ơi. Xe Zinau luôn nhìn em. Xe này chỉ có chút lợi mà mỗi cái cánh bửng ngoài thôi ha. Với thay với cái bờ cổ. Ngoài ra là nó rin hết luôn nhìn em. Máy đang nổ. Lốc. Quá máy. Chiếc tem huyền thoại. Tem chữ ếch sườn. Gấp hộp sơn ha. Máy đẹp quá. Đầu bò là số 8 luôn. Số 8. Ốc còn vàng vàng luôn. Quá đã. Máy này em đi hết. Lỗi ha. Cái dành dinh theo xe này nhìn kinh ha. Nó ở ngoài nó săn bóng luôn ha, cái xi nó là kêu là không thay đổi luôn, chỉ có một ở trong một ra bạc sơn, áo tem rồi rin hết luôn ha, chỉ có dặm cái mà cánh ngoài là phải chịu rồi thời gian mà rin hết luôn nha. Đầu bít cục đất còn hết. Còn là cái chìa khóa. Cái chìa khóa ra thau luôn. Thái 99. Máy chắc quá anh em. Rồi ha, rất là chi tiết luôn rồi anh em ha. Anh em nào quan tâm thì alo cho anh em như nè bạn. Giá xe thì 50x. Rồi, cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi video nhé. Cảm ơn em. Bye bye.